rồi, em chọn cho anh hai cái ba cái chậu ạ. Bạch thiên hương rất là đẹp luôn. Hoa của nó thì đây ạ. Mấy cái bông này nó đây. Nó sắp tàn rồi. Đây, đẹp lắm ạ. Còn đây. Tiêu chí của em ấy làm sao là bây giờ vừa phải có nụ to để cho anh chơi luôn, thưởng thức luôn, và hai nữa là có một cái lớp mà nụ kế tiếp để Tết này nó sẽ có hoa nở hoa đẹp ạ. Em chọn ra đây ba cây mà em cũng đang lưỡng lự phân vân. Nếu mà lấy chắc lấy cặp này cây to đẹp đồng đều bằng nhau ạ. Còn loại nào cũng thế ạ. Thể loại lụ to và lụ bé. Đây ạ, lụ to ạ. Đây là lụ to ạ. Còn đây là các cái đầu lụ nhỏ để chuẩn bị cho đợt hoa Tết ạ. Đây lụ to đây ạ. Lụ to và lụ bé ạ. Anh Hưng thì em chuyển chính xác hai cây luôn ạ. Còn đâu em cũng chọn thêm một cây này. Cây này nó cũng tròn tán đẹp, nụ to nụ bé cũng ấy, nhưng nó hơi bé hơn so với hai cây kia một chút, thì nó hơi thấp hơn ạ. Còn đâu cùng một lứa hết. Anh ưng cây nào thì em chuyển chính xác cây đấy, anh cứ khoanh ở giúp em. Các bạn có nhu cầu muốn mua bạch thiên hương ạ, hoa trắng muốt rất là đẹp, rất hoa thơm ạ, thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Cảm ơn các bạn.